con ơi. Hôm nay Thư đang thực hiện một cái chương trình gọi là quay tốt tốt thử thách làm cơm cái gì cơm từ lúa. Cơm từ lúa bỏ bơ vô rang á. Đó, nó lắp đậy lại chứ hồi nó bị văng đó rồi. Là một cái từ từ để cho nó nổ nhẹ, em có đi em đổ thì ra bỏ cơm thì vô. Đâu ai mà thấy được cái cảnh này. Ủa cái mít ta mất tiền rồi. Kéo mít vô rồi. Trộn. Mình làm thấy ghê quá. Vỗ có một công. Rất đầu nổ rồi đó, bắt đầu nổ. Trời. Thôi cái này ngon. Trời. Gì vậy thằng này? Nè nhìn nè nhìn nè. Dạ. Nổ dữ à. Nổ như lựu đạn. Nó ăn tuổi thơ luôn á. Và đây là cách làm một video tốt tốt, mọi người thấy gì không? Cái chỗ mà mọi người xem trên tốt tốt thì nó chỉ là cái đẹp này thôi, còn cái này đâu ai thấy cảnh này đâu. Hôm nay em sẽ ôi khét rồi chưa trộn lên cái. Trời ơi, đây tắt lửa rồi, tắt lửa rồi. Nó rồi bắt đầu làm tấm cám rồi lựa tới trời đổ cơn mưa luôn. Cái này là hồi nãy một lần thất bại, đầu tiên là thất bại là nó khét. Là sao vậy, em đổ cái này vô. Xong rồi cái này là lần thứ hai nè, có khúc này là không khét. Bây giờ bắt đầu phải ngồi lựa từng hộp nè. Cái khúc lựa này là cái khúc cực, nhưng mà ăn thì nó ngon, mình lựa thì nó cực. Đó, lựa xong em bỏ ra đây để hồi em bắt đầu em rang. Em bỏ bơ vô em rang. Đó. Mà hồi nãy em có thử vậy nè. Mọi người thắc mắc là tại sao không dò vậy, đúng không, cho nhanh đúng không? Để làm cho coi nè. Xong rồi mình thổi đúng không? Dò vậy. Xong rồi mình thổi. Cái này chính nhà cơm không? Nên là giờ em bắt buộc em phải ngồi em lựa từng hộp vậy nè. Phải ngồi lựa từng hộp. Thiệt sự làm một cái video tốt tốt là cả một buổi chiều luôn á. Mọi người coi nó chỉ dọn dẹn có 1 phút, 2 phút hoặc là ít 60 giây thôi. Nhưng mà trong cái quá trình làm mà nó cả một buổi và một hành trình luôn á. Thế là còn đỡ nha, mà bữa nay còn gặp trời mưa nữa, thiệt luôn á. Người đó bỏ buồn. Đang làm mà trời mưa gom chạy không kịp luôn. Đó là những cái hậu trường tớp tớp. Hôm nay em Thư sẽ phô bày nó cho mọi người xem. Nó không đẹp đẽ như mọi người xem đâu, mà có một cái sự thật mọi người hay xem. Đó là sau khi mà em quậy xong rồi sẽ bị quýnh cái khúc này. Mọi người nhìn nó hậu trường. Là sắp bị quýnh tới nơi đó. Ba đồ quỷ này là thiệt nha. Mấy cái này là có thiệt hết á, chứ không phải là hậu trường giả đâu. Còn bài. Cái này là cái quá trình mà làm nên một cái video thôi. Bài mà bài nguyên một cái nhà luôn á trời. Em bài từ ngoài sân ra tới đây. Hồi nãy là em ngồi dữ dằn lắm nha. Trong cái video tới là dữ dằn. Em ngồi nguyên một dải lúa ngoài. Mọi người thấy giờ còn tấm điểm màu xanh thôi đó. Là lúc mà ông ba ông đi ruộng á, cái xong mà ông mới kêu em nè, để lúa đi, trời ơi trời mưa tới. Là con nói trời thương con lắm, thấy con làm video không có mưa đâu, không có thương mưa dữ đâu. Lắm tới cái khúc mà em ngồi như tấm cám em lựa hộp á, ông cảm động quá, ông rớt mưa thì cái chân em mới dắt vào anh. Em chạy em nói kéo qua không mai xém chút là không kịp, là tới ông chuyện ông về là ướt lúa hết. Ông ơi, ông bắt em ở lại đi phơi ngày lúa nữa là coi như xong luôn, mà chạy cũng cột quần luôn. trời. Mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, rồi thật. Tao mới thử nghiệm xong luôn á. Tao mới thử nghiệm bên kia xong rồi đó. Là tao nói là rút kinh nghiệm rồi đó. Trời ơi. Rồi xong luôn rồi. Phật độ cho con tĩnh tâm, bữa nay con giết thằng mày. Tới chuyện gì tao quậy không rồi, à, để cho nó nói mày rồi. Mày xong rồi. Trời ơi, bây giờ lửa xong cái này nữa. Hóc ra hóc lúa ra lúa, giờ lửa mày ngồi mày lửa hết này cho tao á. Giống đấm cám mày xì luôn á. Bà đặng cám á, Tao đang muốn dạng tấm mà. Nhìn cũng giống lắm á chứ bộ, giỡn đâu.
cô Tấm là phải thì Mỹ nít na, em xin lỗi mọi người. Thì Mỹ nít em đang đóng vai cô Tấm thì Mỹ nít na ngồi ngồi lựa hóc nè. Em ơi, em lựa cho sạch cho chị nha em. Em mà lựa không sạch là em tới công chuyện em với chị nha em. Sợ quá, sợ quá. Mọi người biết gì không? Thật ra chị em á, bà Hiền dữ lắm nha. Bà Hiền dữ lắm. Bà Hiền khô à. Bà không có chơi dữ với em chút nào cho nhìn bà chửi vậy chứ bà không có dữ chút nào mọi người. Hiền khô à. Làm lẹ đi mày, ngồi nói hoài. Mệt nha. Wow rồi đó. Nhảy lên mẹ không cám luôn rồi chứ không còn cám nữa. Mệt. Bữa giờ mọi người cứ lên nhắn: chị ơi sao chị không ra video nữa đi ạ? Chị ơi chị ra video đi, một ngày một video em coi không đã chị ơi. Thiệt em coi đã cái nương em mà mệt cái nương chị em. Em biết không, một ngày mà em làm một cái video là làm cắm đầu cắm cổ từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, nhiều khi nửa đêm em còn em ngủ á mà em còn giật đầu dậy làm video luôn á. Thiệt sự mà nói luôn á, mọi người có thấy không, một video đó làm mãi vô tới đây rồi xong rồi em bài binh bố trận là làm, còn phải dọn cái hậu trường nữa, xong rồi một ngày làm một buổi trời. Mọi người coi rồi đó, coi rồi đó, nãy giờ mọi người đã thấy là nãy nhồi lửa này không là hết nữa có tiếng đồng hồ rồi đó, xong rồi còn thêm thằng này nó quậy nữa, rồi nó ngồi nó ăn nữa. Không, nãy giờ em đang coi MV nha mọi người, MV rap. Nãy giờ rap ghê á, nãy giờ tôi vô vỗ tay mọi người, quá tuyệt vời, rap hay á. Thường thôi. Muốn thi hay rất biệt được á. Được không? Giữ xe được, giữ, à? Giữ xe được, bà giữ xe dắt dắt được. Không có định nói, ta kêu tôi đi hay đi rap luôn á. Kêu tôi đi giữ xe. Thì bà giữ xe được gọi chứ rap thì trời. Có nhiều người á là người ta kêu á là: Thư ơi, trời ơi, dùng rap em thật là đặc biệt, em có thể đi thi rap biệt được đó. Dạ em cũng muốn lắm. Em không làm cả con khẳng trên mình. Lại chỉ cho coi. Đây đâu đâu. Nó tự kỷ luôn. Con bông nhè nó mà nó thành cái tầm tự kỷ luôn rồi. Để em lại thôi không được, lại chơi quậy banh khu vực này luôn. Nó chơi một mình nó luôn. Rồi kể mọi người đi lại đây kể tiếp để bắn rap tiếp cho nghe. Hồi hôm qua anh đồng ai chứ nè, ai ba vô anh đồng ai nè, anh đồng ai với cả nhà yêu. Trời ơi mưa gió bão bùng quá ghê quá. Rồi hôm qua, hôm qua khách thằng này nó mất nhịp, sao quên mất tiêu nói gì luôn rồi. Nó bắt nhịp cái rap mà. Đúng rồi. Mà cái lúc mà chở lúa á, cái lúa này nè, là hồi qua cha em chở dẹp phải không? Cái ông bác chở lúa á, ổng chạy vô trong cầu á, thường á là người ta khách vô nhà là sợ con chó gì. Mà con chó nhà em nó thấy ổng, nó sợ, nó chạy mà. Thả nó đây, mẹ mới thả xong. Cái nó quắn luôn, nó chạy một hơi thẳng xuống với mấy hộ, trốn dưới xuống ngóc cái đầu ra. Cái chuyện kêu báo của mày đi đâu vậy? Gì vậy? Thấy không, nó ra quá ra là nó sợ khách mọi người ạ. À. Ở nhà cổng cửa, giữ nhà nha. Ai về, hình như em phải là giữ nó. Xong rồi nó còn nó, tới cái khúc mà gọi là tầm tỉnh lại xíu rồi đó. Dám bước lên tới đây rồi, cái em ngọn giọng á, cái nó chui lên, chui hông em. Nó nằm nó trốn. Hồi xíu nữa ghép cái video mà nó chui hông, bữa có quay luôn. Vui không? Vui không mọi người? Kể chuyện vui quá trời. Ủa vui không? Kể chuyện quá trời luôn, cái chuyện đó bữa em cười dữ lắm luôn á. Em thấy con bông em cười lắm luôn. Ủa ai cho tôi biết vui không mọi người? Ây trời ơi, em hợp quá à. Hết mẹ luôn rồi. Người đợi em xíu câu chuyện để em kể lại tiếp cho mọi người nghe nha, nhớ đợi em xíu nha. Ngóc cái đầu lên nè. Ngồi lửa đàng hoàng lại coi, vuốt cái đầu tóc lại kìa. Ngồi lửa mà đầu tóc bù xù ghê vậy đó. Chị em mới hiền lắm mọi người, bà không có giữ chút nào mọi người. Bà dễ thương lắm, được tính tình hòa đồng lắm mọi người. Nó không có làm gì em hết trơn á, nãy giờ bà ngồi bà đó, không làm gì em hết trơn. Mọi người còn cái này á, mọi người đừng nghĩ chị em quýnh em, nãy em ngồi đây là em té á. Nãy em ngồi đây em dép em té chứ không phải chị em làm gì em đâu.
Alika. Dạ mọi người, em cảm ơn mọi người nhiều. Nói chung thì cũng lựa được nhiêu đây rồi đó. Giờ thì tiếp tục em quay top top tiếp. Nên là cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi em Thư và Đạt. Gì vậy? Cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình, yêu thương to bự của nhà mình. Mọi người nhớ đăng ký subscribe để theo dõi nhiều hành trình thú vị của em Thư nữa nha. Nhớ nha mọi người nha. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Mọi người nha. Chúc mọi người xem vui vẻ. Nói đó, đàn ông con trai gì vậy? Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Mạnh mẽ lên nè. Mạnh mẽ lên. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Dạ nó không được mạnh mẽ cho lắm thôi. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ. Tắt đi bà camera, quay gì quay hoài vậy? Tắt đi. Tắt. Là gì? Tắt đi.